Ơi. Thu qua bên này để bà con ơi. Bà con ơi. Thu qua tới bên kia luôn rồi. Tới bên này luôn rồi. Đó. Đây, nó nằm trong này. Bây giờ mình lùa nó qua bên kia. Mình kiếm đường bắt nó đây. Không có cách nào. Nhìn thấy nó là chú sợ muốn chết rồi. Ari Lam làm sao mà chú dám lôi nó ra được đây nè, nó trong này nè, đó bây giờ có cách nào đâu, nổ máy lên coi nó có sợ không, mà chân trống này thì không nổ được rồi. Ari Lam kêu Dương Cuti qua bắt giùm chú ơi, Ari Lam ơi. Xong rồi nhậu luôn không? Đó. Đây là nó chui muốn xuống đây luôn nè. Sao? Dạ, yeah, không.
không lấy ra được. Đó, nó đang nằm trong này. Bên này thì không nhìn thấy nó nữa rồi. Nó vẫn còn nhìn thấy nó, đây là nó đang chui dưới này nè, dưới cái cổ đó, nó hai cái khúc đó đó, đúng rồi. Đây, rồi nó chui lên rồi đó, còn cái này. Đó, nó cũng chui lên luôn rồi. Đúng rồi, nó đang lôi chui lên rồi. Đó. Nó hất hất cái tay mình ra luôn. Đây luôn. Đúng như nó đang chui xuống vậy. Rồi, đúng rồi, nó chui xuống luôn rồi. Cái đầu đó là cái đầu đó. Trên nó vẫn còn đây. Chui xuống dưới luôn rồi em ơi. Giờ đây đây này, nó nóng quá, nó lú cái đầu đây nè. Nó nóng quá, nó lú cái đầu ra đây nè. Đó, nó chui cái đầu nó ra chỗ này luôn rồi. Rồi chui cái đầu nó ra đây, nó thở luôn rồi.
ngon nó lú cái đầu ra đây luôn. Khó. Em thường xúi anh lấy nước sôi chế rồi cái nó thúi trong đó luôn. Sao ăn thịt được? Nát vậy chứ. Cái này chờ Minh Lộc Lê qua đâu rồi anh kêu nó rồi đây nè. Chưa thấy nó qua.